Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa cái lỗi sấm này. Thì nếu mà sửa cái lỗi sấm này nhá, mà chúng ta điều chỉnh ở trong máy á, kề đạt này nọ rất là nhiều lần không được thì chứng tỏ cái bo cao áp đã bị lỗi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tháo cái bo cao áp như thế nào và cách để thay thế bo cao áp để cho cái lỗi sấm này nhá, là nó không còn bị nữa. Thì đối với dòng máy Toshiba thì cái lỗi sấm này rất là nhiều, thì cái trường hợp đó chúng ta thể nạn quá thì chúng ta bắt buộc phải thay bo cao áp thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mở thay bo cao áp. Thì trước tiên thay cái bo cao áp thì chúng ta sẽ mở cái nắp phía sau ra cho mình nhé. Mở cái nắp phía sau ra. Đây, như các bạn biết, cái bo cao áp á, nó sẽ nằm ở phía trong này. Thì mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Bạn phải tháo cho mình cái nắp ra. Thì đây, trước tiên này bọn phải rút hết dây điện cho mình nhé, rút hết dây điện ra mới được nhé, bọn phải rút hết dây điện ra cho mình. Sau khi rút hết dây điện rồi, chúng ta sẽ mở hết áp ra cho mình. Đây, đây là cái bo cao áp và là nguyên nhân của cái lỗi sấm này. Thì như các bạn biết thì nó bị sấm này là do cái lỗi cái bo này. Thì nếu mà chúng ta đã điều chỉnh chỉnh sửa trong máy nhiều lần nhưng nó thường xuyên bị ảnh hưởng đến cái công việc của chúng ta thì bắt buộc chúng ta phải thay cái bo này. Thì các bạn thay cái bo này thì hiện tại là nó có hai cái dòng, một dòng là đây là điện 110, thì các bạn sẽ dùng bo cao áp điện 110. Nếu mà các bạn
dùng cho cái máy mà đã chuyển biến điện thành 220 thì con này nó sẽ bị rất nguy cơ bị cháy lại. Nếu mà bạn đắp vào cái máy Toshiba dùng điện 220 nhé. Bo này, cao áp này chỉ dùng cho điện 110 thì chúng ta sẽ dùng điện 110, còn chúng ta dùng bo cao áp điện 220 thì nó khác nhé. Thì đây là cái bo của Toshiba lỗi sấm này. Thì cách để khắc phục hoàn tối đa cái lỗi sấm này thì đây. Đây là cái bạn cần nên phải thay thế. Thì đây là cách mình hướng dẫn cho bạn mở thôi. Thì tháo ra, bạn chỉ cần tháo ra và thay thế thôi, mua về và thay thế thôi. Rất đơn giản. Bạn sẽ giải quyết cái triệt để cái lỗi sấm này cho các bạn luôn. Đây, đây là cái bo cao áp. Nguyên nhân sấm này thì nó nằm ở cái bo này. Đây là bo điều chỉnh cao áp. Thì chúng ta sẽ thay thế cái bo này, nó sẽ hết cái lỗi cao áp đó, hết cái lỗi sấm này à. Hoặc là chúng ta photo in nhắn, nó không ra chữ, chúng ta in ra một tờ giấy trắng tinh luôn, nhưng mà nhìn trên cái rum thì lại đen. Trên cái thanh rum của chúng ta thì nó bị đen hết, và chúng ta in ra thì nó lại không có chữ trên giấy, nó thành tờ giấy trắng. Thì đây, nguyên nhân khắc phục nó là cái lỗi cao áp, bo cao áp nó bị lỗi, thì chúng ta sẽ tiến hành mua và thay thế thôi. Đó là cách để xử lý sấm này nha các bạn. Đó, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì trong thời gian qua thì tình hình dịch bệnh thì mong các bạn sẽ cố gắng vượt qua cái dịch bệnh này để chúng ta trở lại công việc bình thường của chúng ta. Thì nếu mà các bạn có thắc mắc gì, các bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bạn để các bạn được xử lý đơn giản hơn. Đối với những bạn dịch vụ tự mở tiệm vân vân thì mình không hướng dẫn cho những bạn tay cao, tay nghề cao nhé. Mình chỉ làm đơn giản cho những bạn bình thường có thể xử lý những cái lỗi đơn giản thôi, đỡ ảnh hưởng đến công việc cũng như tiền bạc. Dịch này thì sẽ hỗ trợ các bạn hết mình. Đó, cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại bọn clip sau. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh. Nhớ kích vào quảng cáo để mình có động lực làm những video mới cho các bạn. Cảm ơn các bạn.